Rồi, hello cả nhà, chuẩn bị mình đang ra tới thành phố Vũng Tàu rồi. Đang cùng một anh và một cháu. Đó. Thì đã đổi tài, bây giờ anh đang chuẩn bị leo núi. Thì đặc biệt hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi xe số của mình, xe số tự động Etiga hoặc ET7, nó có nút auto hold. Ồ. À, lộn. Nghe nói auto hold nó làm như xe cấp cao. Odeon. Rồi. Mình sẽ sử dụng Odeon này để mình leo lên núi. Ở đây nè, chậm lại. Rồi, anh bóp cái nút Odeon cho em đi. Bấm cái bên hông. Bấm vô giùm em. Cái đi bình thường. Dạ, rồi, đúng rồi. Anh mở xi nhan phải, anh lên đây. Cái Odeon. Chậm lại, chậm lại, không đập ga nữa. Mình đang lên, chuẩn bị lên núi nè. Đó. Rồi, anh đi lên, anh lấy vô dần dần cho em. Đúng rồi. Rồi, anh đập ga nhẹ cho em. À, em sẽ giải thích cái vấn đề Odeon. Khung giờ là ngoài khung giờ này mình được phép lên nha. Thấy chưa? Ok, rồi anh nhường nè, chuẩn bị chậm lại. Chậm lại, nhường cho xe trên xuống. Không. Anh nhường là anh tắp vô để cho người ta xuống á. Anh không để chen lên nữa. Dạ đúng rồi. Rồi. Ok, rồi anh buông thắt. Trên có xe xuống nữa kìa, cài lên trên nhường. Anh cứ đi lên đi, rồi em chỉ cho cách nhường nữa. Đạp ga nhẹ giùm em. Rồi, trả lấy lại giùm em. Nữa. Rồi, anh mở xi nhan phải. Đúng rồi, anh xác vô đây cho em. Đúng rồi, tập cho nó quen. Đúng rồi, anh lấy đầu ra. Rồi, xe nó xuống cái mình lấy đầu rồi qua nhẹ. Rồi, cho xe kia xuống luôn. Rồi đặc biệt nha, các bạn nào có khái niệm mà cái gọi là ôm cái cuốn sách theo là nó ở trên phải nhường ở dưới nha, bỏ đi nha. Rồi anh lấy đi ca. Đúng rồi, bỏ cái khái niệm ở trên nhường dưới nha. Mình an toàn, mình ở dưới đây nó mình có chỗ trống thì mình nhường ở trên, mắc mới gì ở trên nhường dưới. Bây giờ ở trên nó đâu có cái chỗ nào đâu trống mà nó mà mình người ta nhường mình. Các bạn thấy mình an toàn, các bạn ok thì các bạn nhường cho người ta. Nhớ giùm mình nha. Theo lý thuyết thì ở trên nhìn dưới, nhưng có một cái là các bạn thực tế ở ngoài đường, các bạn thấy đủ an toàn thì các bạn nhường cho người ta. Rồi vai mình qua khỏi, các bạn đánh hết lái bên trái lên, leo lên, đi lên hết lái luôn. Dạ. Rồi từ từ coi ở trên có xe không, anh mới bóp kèn giùm em cái nha. Rồi anh đi. Khúc này ở trên ta thấy mình thì ta nhường, người ta có chỗ trống nha. Đó. Rồi, qua cái chỗ này đi, mình sẽ nói cái vụ mà bữa giờ mình có bài hướng dẫn cho mình là mình đi số 2 và đi chữ D lên núi vẫn được bình thường, đi D lên núi vẫn được được. Mình có sử dụng hướng dẫn cho bạn thay đổi qua số 2, các bạn đi lên núi luôn, leo dốc luôn. Và đặc biệt cái Odeon này là cái gì? Odeon này nó mình khi xe của mình nó sẽ 4 cấp độ số, đi chữ D 4 cấp độ số. Khi các bạn sử dụng Odeon để làm gì? Để vượt mặt xe khác thì các bạn bấm vô để cho nó khóa lại số 4, nó còn lại 3 số, nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó đạp ga nó sẽ vượt gia tốc mạnh hơn. Thì cũng giống như trên núi, mình mở Odeon thì nó sẽ khóa lại số 4 thì các bạn sẽ có gia tốc cao hơn và lực xe sẽ mạnh hơn. Để các bạn leo núi nó giống như số 2 đó, số 2 nó khóa lại. Nó còn 2 số. À, còn mà cái Odeon nó khóa lại nó còn 3 số thôi. Chậm lại giùm em. Đó, nó đậu hai bên, nó đưa xe đậu kiểu gì thì chán thì bó tay luôn. Giờ anh đi. Đậu xe gắn máy thì đưa cái đít ga xe này đưa. Rồi anh nghiêng vô. Xe máy đậu xéo xéo lại chút xíu. Rồi anh đi. Nhớ cho mình nha, các bạn nào tìm hiểu xe có mình có chế độ cái nút bên hông Odeon, Odeon thì các bạn bấm vô các bạn khởi động nha. Cái đó là cái các bạn thử đi. Là khi các bạn vượt xe người khác, các bạn đang đi đường trường, các bạn để mà chữ D các bạn vượt thì nó sẽ bị ì. Các bạn thay đổi bấm vô cái Odeon, Odeon thì các bạn sẽ nó sẽ đi vượt mặt hơn. Các bạn vượt nó trơn tru hơn. Nó khóa số 4 nó chỉ còn lại 3 số. Còn số 2 nó chỉ còn 2 số, chứ L là còn 1 số thôi. À, cho các bạn nào mà giống như xe kiểu mình.
giống như Xpander, hình như là Xpander số tự động cũng giống như vậy thôi. Còn xe nào có chữ M, các bạn phải thay đổi số M, các bạn phải đẩy lên, đạp ga tăng số, đẩy lên rồi đạp ga tăng số, giống như đẩy lên thì nó mới tăng số. Các bạn không đủ tốc độ, không đủ kia thì nó không cho lên số đâu nha, các bạn lưu ý nha. Anh thấy nó đạp mượt không, ngon lành đúng không? Nó có thêm chế độ đó chứ đâu cần giảm số. Dạ số đúng rồi, nếu mà anh để chữ D thì nó bị gì? Ừ. Anh phải đạp ga nhiều nó mới lên nổi. Còn riêng cái Odeon này nó sẽ có những cái chức năng. Còn mà là số 2 thì nó khóa là số 2 thôi, nó bị hơi bị dư dòng máy chút xíu. Còn mình đang sử dụng Odeon đó các bạn. Thấy không? Thấy nhìn không? Kiểm soát số 3 cũng được. Odeon nè, mình đang mở chế độ Odeon. Còn Odeon thì các bạn tắt cái đó là nó sẽ mất. Đó là nó sẽ trơn tru. Đây cái nút của mình đây. Thấy không? Đây, cái bộ số số 2. Nó cho nắng. Ok. Một chút xíu lên trên nó đi rồi mình đổi tài lại cho cháu nó sẽ đổi dắp xuống. Đi xuống thì nó sẽ dễ hơn. Tại đi lên mình bắt buộc mình phải sử dụng ga. Đi xuống mình sử dụng thắng và lực trôi của xe. Nhưng có nhiều trường hợp các bạn lái tốt thì các bạn sẽ sử dụng ga các bạn đi. Và đặc biệt nữa là mình đi lên số nào rồi xuống số đó là theo câu thành ngữ hồi xưa, để cho các bạn giảm lại, không có gọi là âm mò xuống chớn ha. Và lên trên luôn nha, chậm lại giùm em nè. Dạ. Đó trên có xe xuống không ạ? Khi chứ hậu mình ngang góc cua ha, ngang ở đó là mình đánh lái đều nhẹ nhẹ. Đúng rồi, đó. Chả lên bớt, dư rồi. Dạ. Rồi đạp ga nhẹ nhẹ, cứ đạp ga đều. Nó ở đều ra, rồi chả. Đó, rồi đạp ga tiếp, vẫn đạp ga. Chân đạp ga, tay vẫn đánh. Khi các bạn lên chữ D không, nhưng xuống cho hàng chứ lên chữ D chữ O D on thì các bạn xuống nên xuống số thấp cho mình nha, số 2, chứ không để cho O D on xuống và cũng không để chữ D xuống nha, lưu ý giùm mình nha bạn nha. Đó, mình sẽ dựa theo cái lực thắng của xe bốt của máy xe và đồng thời là thắng chân của mình. Con người cũng cảm giác đó. Dạ đúng rồi, nó hơi cong, nó cũng cao lắm. Cái thì nó cũng ít xe thôi, nhưng mình vẫn có xe lên. Xe lớn nó có con đường qua Hồ Mây á. Mày á, mày nó cao hẹp hơn. Cạnh lỗ tai quái lắm. Nó sợ mấy cái kim boy nó bò sát quá, nó sát qua mình luôn. Chỉ sợ vậy thôi. Đó, anh để cái gương còi lòi giùm em ha. Rồi, còn thấy đăng thì giờ này mình lên chỉnh nó thì nó hơi đen. Anh có muốn qua tham quan ngọn hải đăng không? Xe chạy qua đó rồi. Lên trên đó luôn. Tham quan thì mình sẽ như là 20.000 cái gửi xe. Dịch chở nó thu, nhưng mà mình ngắm toàn cảnh thành phố. Chở lên luôn. Dạ, rồi xong trên đó chút xíu mình đổi tài luôn ha. Rồi anh quay trái, lên trái luôn, bên trái. Bên đây là xuống, đây là xuống cái low cost. Để gì cho biết. Chụp hình về nó này leo núi, giờ leo núi. Lên tuốt còn phải đăng tưởng đi nước ngoài không. 40 năm trước ra Vũng Tàu tắm ở chuồng chậm lại tôi lấy ô tô ra mới ghê. Dạ rồi từ từ thôi. Dạ ok, nhớ hai xe hẹp thì nhớ cẩn thận nha, mấy cái cột này bự lắm. Dạ anh đi khúc đó rộng rồi, còn nãy khúc nó hẹp. Theo các bạn thì nên các bạn đi chữ là lên núi là đi chữ D hay là đi chữ Odeon
hoặc là đi số 2. Rồi, theo mình đúc kết từ ba cái bộ số này, ba đi ba số này, đi thẳng lên luôn ạ. Đi ba số này thì mình thấy đường núi bình thường, vẫn đi đê bình thường, với tải trọng xe ít thì đi thoải mái. Nhưng khi các bạn thấy núi hơi cao, các bạn thấy cái lực xe nó yếu quá hoặc là nó bị ì quá, đó thì các bạn đi vào đi up. Còn nếu mà cao nữa, xe chở full tải thì các bạn đi chuyển số 2. Rồi. Còn riêng mình khi leo núi ngọn Hải Đăng này thì mình thấy là đi chữ Odeon sẽ mượt mà hơn, mượt mà hơn nhiều nha các bạn ha. Để sau này các bạn vượt, các bạn sử dụng cái đó luôn, vượt xe khác á. Rồi, lên trên đó mình sẽ tập dê vô luôn nha. Rồi, lên trên kia luôn, cái xe 16 chỗ luôn. Dạ, lên nữa. Rồi, đánh hết lái qua trái. Hết lái qua trái luôn, hết lái luôn. Hết luôn, không chừa lại, đúng rồi. Thấy không, nãy không chịu đánh trước rồi, dừng lại cái, trả lấy lại cái giùm em. Rồi, lùi lại. Thấy không, tại vì cái bán kính vòng lái của xe mình á. Rồi, lùi nhẹ. Rồi, anh buông thẳng ra. Nữa. Rồi, được rồi, anh lấy hết lái qua trái. Rồi, hết lái qua trái, tiến lên luôn. Để đưa cái đầu lên và đưa cái mông lên, nó không dướng đâu. Nãy mình đánh sớm là được, nãy anh chạy quá. Rồi anh đi buông thắng ra. Nó vừa lấy trớn vô góc cái cua. Dạ, nữa. Lên nữa, cho nó song song luôn cái mình ve đây. Thấy không, lên luôn. Dạ, lên luôn. Rồi, anh dừng lại, hết lái lần lại, ve lại. Rồi, gà số lùi. Rồi, anh cho cái đuôi xe qua đây nè. Đó, đúng rồi, nữa, nhiều lái vô. Đó, lùi xuống. Vô. Nữa đi em, chưa đâu. Mình phải vô cái ô của mình đó, thấy không? Nở. Nở, anh cứ lôi đi. Rồi cái tay cầm nó trùng trên nè. Lôi tiếp. Nở, rồi trả lại đều nhẹ. Lôi tiếp, anh muốn thắng ra. Đúng rồi, đều, tiếp tục. Nở đều, đúng rồi, cảm nhận cái tay luôn. Nở. Đúng rồi, nở hết luôn. Nó thẳng vạch trắng luôn. Dạ, đúng rồi. Nở. Dạ rồi, trả lại thẳng lại. Lôi tiếp. Trả lại, thiếu rồi. Đúng rồi, rồi anh lôi tiếp. Nở. Đó. Thấy chú rồi. Thấy chú giơ tay là dừng nha. Rồi trả lại chín nờ giùm em. N. Kéo thanh tài. Trả lại bơi giùm em luôn. Rồi tắt máy giùm em. Đó, lâu lâu mình lên tham quan. Ok mọi người, mình sẽ lên tham quan ngọn Hải Đăng đây. Trời ơi căng thẳng lắm mọi người ơi. Rồi, xe mình đậu đó, nãy mình đang ngưng cái dướng cái nhạc các bạn. Nhiều khi dướng nhạc, dướng bản quyền nữa. Đó. Xong xuôi, đậu xong xuôi rồi. Mình lên tham quan nha, tắm nắng chút xíu. Ok, lên đây ngắm toàn cảnh thành phố. Ngọn Hải Đăng hơi nắng nha. Lên đây chủ yếu là tắm nắng thôi chứ. Không có tắm biển thì lên đây tắm nắng. Chúc con đổi tài qua nha. Yeah. Con leo xuống nha. Nhớ cũng thay đổi số nha. Đây, lên đây là tắm nắng thôi, không có tắm biển nha mọi người. Trời ơi, nắng này mà ngắm thành phố đẹp nè. Ôi trời ơi. Đây. Đức Chúa Giêsu vân tay. À, Đức Chúa Giêsu vân tay. Còn đây là thành phố. Trời ơi, nắng kiểu này là thành phố đẹp liền. Đây, cho các bạn tham quan nha. Bạn nào chưa biết thì lên đây thử lần nha. Tắm nắng cho biết nha. Đó, thành phố Vũng Tàu có một cái bờ hồ rất đẹp luôn mà ở đây không có đập dịch các bạn. Đây, mình sẽ quay cái bờ hồ này đẹp cực kỳ luôn, hồ này rộng lắm. Mới có câu cá thiên nhiên không?
Ở dưới đây có câu cá thiên nhiên ở đây nè. Này. Có một cái đường mòn các bạn, cái đường mòn nè, lên nè. Cái đường mòn nè. Ha, lên ngay chỗ Đức Chúa Giêsu dân tay á. Nhưng mà cái đó đi xem đa nha các bạn ha. Đó. Ở đây đặc biệt nè, cái khúc này nè các bạn, đợt trước mình có đi xe 4 chỗ lên đây, đến đây khúc giữa đi quay về. Nhà người ta san sát luôn. Là xe vừa đủ xe 4 chỗ thôi, cực kỳ đẹp luôn á. Đó, đi lên thẳng lên tới trên kia luôn các bạn, nào mà đi xe máy đi rõ nha. Đi xe máy là đi đường trong này nè. Đó, ngã ba quay vô các bạn đi thẳng lên, xe máy lên trên đó luôn. Không biết ta có chặn đường không? Rồi. Chỉ ra đây tắm nắng thôi. À, chứ tắm biển này giờ này tầm tắm biển gì. Trời, tắm vô đây đủ đen rồi. Đây, cái cung đường cho các bạn nè, trải nghiệm nè, những cái là bạn đi xe máy nè. Nó đây nè, đi vòng vòng nữa nè. Đợt trước mình đi xe ô tô lên phân nửa. À. Đường mòn nữa nè. Cho các bạn nào lên ha. Đó, Đức Chúa Giêsu nhân tay đó, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó, cái con đường mà cái khu dân cư á, nhỏ nhỏ đây nè, đó. Nó lên tới thẳng lên trên luôn các bạn. Đó, thẳng lên trên luôn. Quá nắng rồi. Đó. Các bạn thấy gì chưa?